Đi nhanh như quỷ ấy. Bà con điên. Chân dài quá. Có chậm thôi. Em đi từ từ thôi, đi thong thả thôi. Ăn cắp à? Đây là con thắm. Cuộc đời ác mộng của tôi đây. Trời ơi, mà gì? Đây nhá, không cần nói chuyện đâu, không cần nói chuyện đâu. Đi thôi. Ben nãy rồi. Đi chậm được rồi đúng không? Các em hãy đi nhanh. Thật thôi nha. Vâng. Thôi đi nào. Ba. Chơi em ăn rồi. Đi nhịp tóc thấp nha quang. Đi nào. Ba. Hai. Một. Bắt đầu. Em đưa vô thêm làm cái phần nội dung trò chuyện hả? Nội dung trò chuyện rồi không, nội dung nó cắt nó mất cắt nó mất rồi á. Xong rồi đúng không? Không nhớ. Xong rồi. Bây giờ thí sinh là đầu tiên là làm luôn không nè. Không đi nữa nha. Không đi đâu. Xong rồi. 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 Em đưa huấn luyện viên bạn về vậy đúng không? Không. Bây giờ là giờ cái gia hàng đây cái tình huống đầu tiên. Không. Em có nghĩa là anh em có bị bằng da không? Không. Cứ ra ngoài đường là không bị bằng da rồi. Đưa ngọc ra đi ra ngoài đã để chụp hình rồi đúng là đợi đánh vào. À chị không chị không chị không. Đây anh đang đang chụp với cái này bạn huấn luyện viên xong xuôi, xong đó bạn thấy ngọc vào. Thôi goodbye. Ekip. Chào. Các bạn từ bên nào về đó? Các bạn từ đâu về đó? Dạ, tụi em vừa mới quay thí sinh từ chiếc xe làm tóc sau. Sao quay đi khắp? Limousine à? Vâng ạ, limousine. À, chúng tôi từ Vũng Tàu mới lên. Chuyến xe rất là dài các bạn ạ. Vũng Tàu rất nắng. Nhưng mà em nóng quá. Trời ơi, em nóng quá. Em khổ lắm, em bị mất đôi giày rồi. Trong bước xuống đi, xe đầu tiên xuống. Bước tới gặp ở phòng liên viên bước đầu tiên. Con này mặt rồi mập đó. Đây, nhìn đi cưng. Chị mập chỗ nào vậy cưng? Cưng tìm xem chị mập chỗ nào vậy cưng? Mập chỗ nào vậy cưng? Này, coi cho kỹ vô xem chị mập chỗ nào.